Ủa dạ nha, thì trước khi vào video thì anh em dành một tí thời gian qua cái kênh Bot Gaming của mình. Đây là một cái kênh về những cái trận đấu rank cũng như là leo hạng mà mình cập nhật sắp tới nha. Đây Bot Gaming đây là cái kênh thứ hai của mình. Anh em bấm đăng ký giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Đây, đây là cái kênh về những cái trận đấu của mình. Đây. Đây là hoàn toàn về đánh rank thôi nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu clip nào. Ok. Hello, xin chào bà con cô bác nha. Chào mừng anh em bà con cô bác đã đến với channel của mình thì mình là Bot Game tí vi nha bà con ơi. Ok, thì có vô ngày hôm nay mình sẽ làm top 5 cái vị tướng siêu đấu sĩ ngày hôm nay mà có cái combo 1-2 mạnh nhất trong cái những cái trò chơi game mùa 21 này nha bà con ơi. Mùa 21 là tập hợp những cái vị tướng mà được tăng sức mạnh nhất mùa này nha bà con ơi. Được tăng sức mạnh cực kỳ combo này luôn nha, không phải nét nha. Được tăng sức mạnh cực kỳ combo này luôn. Mà cái combo 1-2 của nó cũng cực kỳ ổn mà Canada cũng như là mạnh để anh em có thể leo ganh đối phó với những cái vị tướng đi solo bên kia được nha bà con ơi. Đó, mà đi solo đi đường cách xa là phải đem những cái vị tướng này nha. Thì đầu tiên đứng ở vị trí top 5 của chúng ta là Wigo, một đứa con ghẻ ha. Đứa con ghẻ của Ghana gà lột gà gán nha. Thì để coi combo của 1-2 nó như thế nào với mấy giây thời gian mà giết được qua ta bên kia nha. Anh em và con cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình nha. Đây, còn bây giờ thì để coi chiêu của thức của anh cầm búa này như thế nào mà đứng được vị trí top 5 này bà con ơi. Anh em có ý tưởng gì mới thì nhớ comment bình luận bên dưới nha. Đấy, combo 1-2 ảo diệu chưa? Cầm búa chặt rồi đẩy 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 xong. Thấy chưa? Xong cái bộ bài, xong cái bộ phim với bộ bài dụng nội, xong cái bộ phim là 12 giây thời gian dành cho Wigo Salaman cầm xà beng gõ lên đầu kia bon 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 nha bà con ơi. Đúng là quá trời hợp lý luôn bà con ạ. À. U là chờ quá trời tuyệt vời luôn, cầm búa mà gõ bon bon như là tụng kinh nha bà con. Quá trời ổ ma luôn nào, 12 giây dành cho Wigo đứng được vị trí top 5 nha bà con ơi. Đấu sĩ đầu tiên, không biết ai tiếp theo đây. Ok, con dây tiếp theo là vị trí top 4 của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Omen. Rồi tôi đọc từ đó là vì Omen không bà con. Omen ngày hôm nay đứng được vị trí top 4 của chúng ta nè. Thì để coi sức mạnh combo 1-2 nó như thế nào mà giết được cái con mèo biển, cái con mèo đại dương, con mèo mà sống dưới biển chết nước nha mày. Ok, để coi mấy giây thời gian mà Omen có thể đứng được ở vị trí top 4 nha con ơi. Trời ơi, thằng khứa Omen này á, khi nó đầy cây nộ rồi nó quýnh dữ lắm bà con ơi. Nó đầy cây nộ mà nó đi bắt đo nè, cũng như là nó đi quýnh tướng cực kỳ ok luôn nha. Bị nó xích chó là một cái nghe là nó gõ con chó vậy đâu mà kêu còn hơn chiếc Exeter đúng không? Trời ơi ghê lắm. Ok, còn bây giờ thì đâu coi mấy giây thời gian mà nó có giết được mèo quyển đây. Khứa này siêu đấu sĩ solo đó chúng bây giờ vừa đâu bà con à. Ok, bắt đầu luôn. Trời ơi thấy chưa? Cực kỳ ok nha. Ấy đầy cái nộ lên là thành cái kiếm dây kìa, nó vũ kìa. Nó vũ còn hơn là vũ bổn Megaton đúng không? Đấy ghê chưa? Ok, sắp xong rồi nè. Gõ cái cuối mới luôn bà con ơi. Ơi trời, cũng 12 giây nha bà con ơi, nhưng mình nghĩ đây là một cái vị tướng có khả năng tăng cơ cực kỳ cao, khống chế cũng cao luôn bà con à, với đam cực kỳ mỏng luôn. Nó đam mà đi bắt đầu nhiều luôn bà con. Bây giờ mình sẽ cho vị tướng này cũng là có nhiều trang phục hơn. Bây giờ mình cho cái vị tướng này được đứng được ở top 4 so với thằng Wigo Salaman con ghẻ nha bà con. Con ghẻ với cân khác chứ, bởi vì Omen top 4. Ok, con dây tiếp theo nào vị trí top 3 chính giữa ngày hôm nay của chúng ta đó chính là Alan nha. Một cái vị tướng sông kiếm Tây Ương bà con à. Cái sông kiếm này nó mang lại Tây Ương thiệt luôn á chứ không bao giờ đâu. Trời, hack game hay gì á, bất cứ cái trận đo lường nào của tôi khứa này nó cũng thắng cho bà con à. Sông kiếm Tây Ương hay gì á. Ok, ngày hôm nay anh chàng của chúng ta thì lọt top 3 luôn rồi nè. Thì để coi sức mạnh của anh chàng combo 1-2 như thế nào mà đứng được ở vị trí top 3 cái nha bà con. Trận khứa này anh em đem vào đi top là rất ok luôn à. Đi solo là không ngán bố con nào luôn bà con ơi. Solo 1-1 nha. Đi đường top mà solo 1-1 á, không ngán bố con nào luôn. Với khả năng hút máu cực kỳ cao mà đam cực kỳ khủng luôn bà con à. Không phải dân vừa đâu, mà phải là cái dạng gì đó rất là tranh bành luôn. Tranh bành là gì? Banh chành đó bà con. Trời ơi. Ok, để coi combo 1-2 như nào nha. Alan Kikito mà đánh hack game mà con cưng rồi là uống mà. Ok, để coi mấy giây thời gian đây, combo 1-2 quá trời ổng luôn anh trai ơi. Xong rồi ơi, quá trời tuyệt diệu luôn. Đấy, đấu sĩ là phải như này, vừa lên tròn 10 giây là có thể hoàn thành xong cái nhiệm vụ của anh ta khi giết được con mèo biển nha bà con ơi. Ui già như này là quá là tuyệt ảo đó bà con ơi. U là chờ. Dạ, đúng là quá bình chán đó bà con ơi. Thánh Alan đứng được vị trí này nha, không biết sẽ cái tiếp đây. Ok, con dây tiếp theo nào vị trí top 2 áo quân của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Squid nha bà con ơi. Một cái vị tướng với cái đôi tay siêu to khủng lồ luôn. Trời, cái đôi tay của cái vị tướng này phải nói là cực kỳ bá đạo trong game League Mobile luôn bà con anh em ơi. Thì để coi cái vị tướng này nó với sức mạnh của nó như thế nào mà có thể giết được cái con mèo quyển Ata bên kia, mình có thể đứng được ở vị trí áo quân này nha bà con. Rồi giờ áo quân là cực kỳ VIP luôn rồi đó chú hai ơi.
Trời ơi, với đôi tay to này như thế này thì đấm cái con kia vỡ mồm đéo mà dừng dừa đâu. Với cái đôi tay như thế này là đấm cái con kia vỡ mồm đấy, không phải dân vừa đâu bà con ơi, anh em ơi. Ok, để coi sự thể hiện sức mạnh của nó như thế nào mà đứng được vị trí này nha. Ok, let's go. Chuẩn bị luôn, đấm nó vỡ mồm nó luôn. Ok anh em bà con, cô bác đang xem video nhớ cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình nha. Đấy, thánh này chiêu hai vô quýnh thường 1-2 combo rất là ok luôn bà con ơi. Đấy, giết được con mèo biển ai ta bên kia là quặng một luôn bà con ơi, với cái vũ khí tối thượng với 8 nháy thôi, 8 giây thời gian thôi đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ của mình khi Scott đứng được ở vị trí này nha bà con ơi. Đúng là quá hợp lý hợp tình dành cho Scott khi đứng được vị trí áo quân top 2 nha bà con ơi, quá hoành tráng lệ luôn. Đấy, 4 bị đứng đầu tiên cũng là đội diện rồi. Rồi, bà con ơi, tiếp theo ở vị trí quán quân top 1 của chúng ta ngày hôm nay không ai khác đó chính là Thánh BD và lo có người yêu bà con ơi. Rồi, BD 4 đồng xiên và lo cái tí nào bà con ơi. Và combo 1-2 của nó đây, coi sức mạnh của nó như thế nào mà nó đứng được vị trí quán quân top 1 ngày hôm nay nha bà con ơi. Trời ơi, để coi cái chiêu nó như thế nào mà nó đứng được ở cái vị trí này ngày hôm nay nha. Quán quân nó chứ không bao giờ đâu. Combo 1-2 của con khứa này cũng rất là ok luôn đó. Trời, nó còn một giấy máu mà combo nó mà combo chuẩn một cái là đầy cái máu cũng chết nữa mà còn ai hút máu với múa gì lắm. Thì để coi sức mạnh nó như thế nào nha. Mà đứng được ở vị trí này đây. Đấy, combo 1-2 nè. Lụm chọt. Ờ trời, xong phim. Xong luôn rồi bà con ơi. Ờ trời, lụm chọt một xíu thôi cũng đã hoàn thành này. Đúng là quán quân có khác bà con ơi. Combo 1-2 rất là nảy luôn hả bà con. À, đúng là quá trời bá đạo dành cho anh Florentino có người yêu đứng được chứ quán quân top 1 là không sai sự thật thiệt bà con à. Combo 1-2 quá trời bá đạo dành cho Flo nha. Ok, vậy là top 5 cái bài tướng ngày hôm nay mình cố làm theo từng ý cầu yêu cầu của anh em để bình luận bên dưới cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Anh em yêu có yêu cầu ý tưởng gì mới thì nhớ comment bình luận bên dưới cho mình làm nha con ơi. Ok. Nhớ like, share và đăng ký kênh nhé mình nha. Cho cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ với mình nha.